Trong tuần qua thì chiếc Nokia X đã có mặt tại Việt Nam. Đây là chiếc điện thoại giá rẻ được Nokia phát triển dựa trên bản nguồn mở Android, nhưng lại có những đặc điểm khác hoàn toàn so với những smartphone chạy hệ điều hành này. Chào mừng quý vị quay trở lại với tuần này có gì mới. Và thưa quý vị, như quý vị có thể thấy thì ở đây Hồng Hoa có chiếc Nokia X, một chiếc điện thoại smartphone được Nokia phát triển dựa trên mạng nguồn mở Android. Và nó không hoàn toàn là một chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android, nên nó sẽ rất là khác biệt so với những gì mà chúng ta đã biết về những cái điện thoại khác. Đầu tiên là về phần giao diện, mở màn hình Home chúng ta sẽ thấy giao diện của Nokia X không khác mấy so với Windows Phone đặc trưng của Nokia. Vẫn là những hình khối nhiều màu sắc, có thể dễ dàng dịch chuyển và điều chỉnh kích thước. Nhưng nếu công thức giao diện Windows Phone, chúng ta có thể chuyển sang dạng Fastlane, giống như là điện thoại Ansa. Như vậy thì toàn bộ ứng dụng đều được hiển thị rõ ràng hơn. Một trong những đặc điểm mà rất là nhiều người đã quen xài điện thoại chạy hệ điều hành Android khi mà sử dụng Nokia X khá là cảm thấy bất ngờ là vì nó nói không với rất là nhiều dịch vụ của Google, ví dụ như là Google Maps, Gmail hay là Google Play, Google Now thì nó hoàn toàn không có, mà ngược lại nó sẽ tích hợp những dịch vụ khác của Microsoft như là Outlook hay là Skype. Thưa quý vị, rõ ràng thì với những đặc điểm về tính năng cũng như là về chợ ứng dụng thì chúng ta có thể thấy là Nokia X nó hoàn toàn khác so với những chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android. Một số người thì cho rằng cái hướng phát triển điện thoại dựa trên mã nguồn mở Android như thế này thì rất là sáng tạo. Nhưng một số người thì lại cho rằng kiểu điện thoại Android nửa vời như là Nokia X là không cần thiết. Tuy nhiên thì dù thế nào, Nokia X vẫn tạo nên một cơn sốt nho nhỏ trên thị trường smartphone, đặc biệt là đối với những khách hàng chuộng dòng smartphone bình dân giá rẻ. Nokia X có giá khoảng 2 triệu 500 nghìn đồng thuộc dòng điện thoại bình dân. Như vậy, đây được xem là điện thoại Android có giá bán hấp dẫn nhất so với các đối thủ khác cùng phân khúc. Xét về thiết kế thì Nokia X rất là rực rỡ, bắt mắt với rất là nhiều màu sắc để chúng ta lựa chọn. Và đây sẽ là một ưu điểm của Nokia X đối với những khách hàng trẻ, đặc biệt là phái nữ vì họ thường xuyên là lựa chọn điện thoại dựa trên ngoại hình. Và vỏ ngoài của Nokia X thì được làm bằng nhựa cao cấp nên cầm khá là bám tay. Máy cũng tương đối là mỏng và nhẹ nên là dễ dàng cầm nắm khi sử dụng hoặc là bỏ túi. Màn hình Nokia X có kích thước 4 inch, độ phân giải 480x600 pixel, có tấm nền IPS. Nhìn chung thì chất lượng màn hình tốt, đáp ứng được nhu cầu đọc báo, lướt nét trên Facebook của chúng ta. Ở phía cuối màn hình Nokia X có một biểu tượng hình mũi tên, đó chính là phím Home và cũng là phím Back. Về phần cứng, Nokia có chip Snapdragon S4, lõi kép, tốc độ 1GHz và bộ nhớ trong 4GB. Chiếc camera của điện thoại này chỉ có 3 chấm, lấy nét cố định chứ không thể tùy chỉnh được, thậm chí còn không hỗ trợ đèn flash. Với chất lượng camera như thế này thì ảnh chắc chắn khó mà đẹp được. Nhưng dù sao thì với mức giá quá hấp dẫn kể trên, chúng ta khó mà đòi hỏi nhiều hơn ở Nokia X. Bởi lẽ nói gì thì nói, nó vẫn nằm trong phân khúc điện thoại bình dân. Và chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn hấp dẫn đối với những khách hàng nào có thu nhập hạn chế. Nhưng một vài người cho rằng có lẽ là Nokia đang tự cạnh tranh chính mình. Bởi lẽ dòng Winphone Lumia của hãng cũng đang đánh vào thế mạnh giá rẻ. Do vậy một số người đặt câu hỏi rằng liệu khi Microsoft mua lại, hoàn tất thương vụ mua lại mảng di động của Nokia thì họ có khai tử dòng điện thoại phát triển dựa trên mảng nguồn mở Android để tập trung cho Winphone hay không? Câu trả lời thì chúng ta phải đợi một thời gian nữa mới biết được. Còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại trường quay cùng MC Vĩnh Phú và Cửa sổ Công nghệ tuần này.